Chúng ta đều biết bò không phải là xe hơi, nhưng tại nhiều quốc gia ở châu Âu, chúng ta có thể nhìn thấy những con bò có lỗ trên thân trông chẳng khác gì nắp bình xăng ô tô. Theo AFP, hồi tháng 6, một tổ chức bảo vệ động vật ở Pháp tung lên mạng hình ảnh những con bò bị khoét lỗ trên thân và bác sĩ thú y thò tay vào ống thông trên thân bò để tiếp cận dạ dày của chúng. Tổ chức này khẳng định đây là hành vi vô nhân đạo. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một thủ thuật quen thuộc trong ngành chăn nuôi, gọi là phẫu thuật ống thông, được áp dụng từ thập niên 1920. Thực tế, trong các trang trại bò sữa ở châu Âu, người ta tạo ra một khoang lớn trên bụng từng con bò, sau đó lắp một chiếc ống. Chiếc ống này giúp họ có thể trực tiếp cho tay vào dạ dày bò để xử lý thức ăn. Nếu tình trạng tiêu hóa của bò sữa gặp trở ngại, những người nhân viên sẽ trực tiếp kiểm tra thông qua chiếc ống đó. Trong trường hợp cần thiết, họ sẽ trực tiếp đổ thuốc vào dạ dày, giúp đàn bò tiêu hóa dễ dàng hơn. Các bác sĩ thú y thực hiện phẫu thuật ống thông để tiếp cận dạ cỏ của bò và nghiên cứu hệ thống tiêu hóa của chúng. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đa số bò được phẫu thuật vẫn có thể sống khỏe mạnh trong một thời gian dài. Dù vậy, trung bình bò vẫn cần 4 đến 6 tuần để phục hồi sau một ca phẫu thuật ống thông. Những con bò bị phẫu thuật ống thông được gọi là bò đóng hộp. BBC dẫn lời chuyên gia Jimmy Newbold thuộc Đại học Rural College ở Scotland cho biết nghiên cứu hệ thống tiêu hóa của bò là một công việc quan trọng, phục vụ mục tiêu cải thiện sản xuất thực phẩm và hạn chế khí thải nhà kính. Thiết nghĩ dù cách làm này có lợi đến đâu, nhưng những cái lỗ ống dẫn cỡ lớn kia cũng đủ khiến chúng ta rùng mình. Liệu có biện pháp nào nhân đạo hơn mà vẫn đạt hiệu quả như phương pháp này?